Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng lúa song chưa mang lại hiệu quả cao, ông Đỗ Ngọc Phùng đã từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, từ năm 1990, ông bén duyên với nghề sinh vật cảnh. Từ đó, ông dành nhiều tâm huyết để phát triển mô hình kinh tế tiêu biểu về sinh vật cảnh, không chỉ của địa phương nói riêng mà của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Hiện nay, trên mảnh vườn rộng hơn 1 hecta, ông trồng và chăm sóc hàng trăm tác phẩm sinh vật cảnh độc đáo, từ cây si, cây xanh, lộc vừng đến các loại hoa lan, hoa giấy. Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các loại cây cảnh phục vụ công trình, cây bóng mát cũng được ông Phùng quan tâm phát triển để nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ ban đầu là rất nhỏ lẻ, thế sau dần dần thì nó mới do cái sức hút của mình, một là sức hút của thương trường, mình mua được bán được, là tôi phải đi rất nhiều nơi. Ví dụ như từ các cái vùng mà người ta làm được hoa cây cảnh đẹp ấy, là mình đi học tập. Thế sau về mình đúc kết kinh nghiệm, rồi qua báo chí, sách vở, rồi mình làm. Làm thì nó có một cái ảnh hưởng là, thứ nhất là có cái lợi nhuận cao hơn. Bây giờ ví dụ như là một cái sào lúa, một cái sào rau, một sào hoa thì mình thấy cái cây cảnh là nó thu nhập nó cao hơn. Với mong muốn phát triển nghề sinh vật cảnh của địa phương, từ năm 2013, ông Phùng đã thành lập làng nghề sinh vật cảnh xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng với trên 30 hội viên tham gia. Họ đều là những hộ dân làm nghề trồng, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh tại xóm Gò Móc. Mô hình của ông Phùng không chỉ được các con cháu tiếp nối gìn giữ mà cũng lan tỏa đến đông đảo nhân dân địa phương học tập làm theo. Nhiều năm nay thì chúng tôi cũng được chủ tịch cũng giúp đỡ về, cũng không những là mặt về tinh thần và cũng về các công việc về hướng dẫn kỹ thuật. Thì anh Phùng anh là một người cao tuổi cũng rất là siêng năng chịu khó và cũng hết lòng vì các hội viên. Ông Đỗ Ngọc Phùng là một tấm gương của hội viên sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên nói chung và là chủ tịch hội sinh vật cảnh xã Quyết Thắng nói riêng. Cái vai trò của ông Đỗ Ngọc Phùng phải nói nó ảnh hưởng rất lớn đến cái phong trào của hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên. Bởi vì bản thân ông là một người hội viên cao tuổi, năm nay cũng xít 80 tuổi rồi. Nhưng mà với cái kinh nghiệm nghề trong bao nhiêu năm yêu nghề và với cái kinh nghiệm làm kinh tế trong cái lĩnh vực sinh vật cảnh thì ông đã truyền lửa cho cái lớp trẻ sau này và nhất là con cháu trong gia đình ông Phùng. Với những đóng góp quan trọng với địa phương và làng nghề, ông Phùng đã được Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên tặng danh hiệu nghệ nhân năm 2015 và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể. Đây là động lực quan trọng để ông Phùng tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.